Hả? Vậy hả? 1 2 Trời ơi. Ghét gì bật lại đi. Cú này sao cao vậy? Rồi, càng ngày càng khó mà. 1 2 Chạy đâu? Chạy. Trời ơi. Đâu, bọn tao chạy lấy tụi cái nghiệp rồi. Quá đã. Trời ơi, cái quân què dĩ dây ba. Thôi xuống đây bà phim chiêu rồi. Xin chào tất cả các bạn nha. Chào các bạn nha. Chào bạn nha. Các bạn ơi, hôm nay anh em mình lại có một trò chơi và có một cái hình phạt với trò chơi nữa nha bạn. Đây là cái trò chơi bữa hổm anh em mình đã chơi rồi nha. Thì trò chơi của hổm là anh em mình chỉ có phóng nha bạn. Nhảy không à? Nhảy. Mà không có bò nha. Lần này anh em mình đã cải tiến lên. Vừa nhảy mà vừa bò nha. Bữa hổm thì có 7 cộng nha. Bữa nay có tổng cộng là 12 cộng bạn. Là 6 cộng nhảy và 6 cộng bò nha. Cộng nào thấp á, thì bò, cộng nào cao thì phóng. Ok. Đây. Mỗi lần mà bò đụng dây hoặc là nhảy đụng dây thì cứ tăng lên 5 giây. Tăng lên 5 giây. Thời gian tăng 5 giây. Mà nếu mà vượt qua hết trơn mà cái chứa giặt hết, thời gian bấm dừng lại, đội nào mà ít thời gian thì đội thắng, đội bị phạt. Ok. Hình phạt của anh em hôm nay là nó sẽ là như thế này bạn. Tại hôm nay các bạn thấy comment lâu quá anh em mình không có chơi môn ngứa các bạn. Nên quyết định hôm nay mình sẽ chơi môn ngứa nha. Ngứa. Đây là cái cây môn ngứa các bạn. Là ở trong cái chánh giữa cái đầu lá nó không có cái chấm màu đỏ nha. Là môn ngứa các bạn. Môn này thì nó ngứa thì đỉnh công phu rồi. Chánh giữa thấy gì đâu. Thì nó không có chấm màu đỏ. Màu đen hả? Là nó sẽ là môn ngứa nha. Đây, đây là cây môn ngứa các bạn. Đây anh em đã chặt một mớ rất là nhiều nha. Thì đội nào thua á thì sẽ bị đội thắng hưởng thụ hết này luôn. Sẽ hưởng thụ. Nói chung là 5 cây thôi, thằng 5 cây thôi ngứa là dục rồi mọi người. Đúng rồi. Hai thằng thắng. Mỗi thằng sẽ chay lên người của đội thua. Mỗi thằng 5 cây. Ok. 5 cây thử chạy nha. Chạy toàn ơi, bao nhiêu lâu lúc nào ông chạy hoài. Thì cháy chứ giống như chạy là hết 5 cây thôi. Tại nó dập da nó chỉ có miếng mũ thôi nó khô à, nó đâu còn ngứa đâu. Ok. Cái mũ nó mới ngứa, còn hết khô mũ đâu còn ngứa nữa. Bà, đúng không? Là cái người nào thắng thì sẽ chay cái người thua 5 cây. Ok. Là tổng cộng hai thua sẽ bị hai thắng chay 10 cây. Dứt trời ngứa nha Ben, quá đơn giản. Cái này là ngứa nha. Ok chơi thì dứt. Rồi bây giờ anh em mình sẽ tiến hành vào cuộc chơi nha bạn. Tại bữa nay anh em mình sẽ thể theo lời yêu cầu tất cả các bạn là dùng môn ngứa nha. Lâu lắm anh em mình chưa chơi nha bạn. Thì trò chơi y như cũ thì bắt cặp xong vẫn là quẳng cái cây ngang giò và cái nào thấp thì anh em mình sẽ bò nha, còn cái nào cao thì anh em sẽ nhảy. Đây bò với ông chứ ông đụng mấy cái bò hết trơn á. Chữ bụng tôi tăng lên 5 giây. Quá đơn giản. Tao chấp nhận mà. Ông chơi sợ gì? Sẵn cái giò tao ngứa ha. Hay đấy. Rồi giờ bố anh em mình sẽ ưu quế để chọn cho bò và ai đi trước ai đi sau nha anh. Dứt. Trắng qua trắng, đen qua đen nữa tiếp tục nha. Rồi. Dứt. Ok. Quế. Rồi em anh bò luôn. Dạ xuống đây đi. Bữa nay em dài trẻ mày. Bữa là mình đi phim lùng với te bạn. Còn bữa nay là mình với lùng quay phim với te. Vậy là đồng chạy lại rồi. Súng xì đi. Rồi có ai đi trước? Mày sớm đi. Ông Quốc đi. Mày dứt đi. Tôi thua nó 2 lần mạnh. Trời ơi, chơi mà sợ, chơi yếu hèn. Chơi yếu hèn. Giao đi. Hết gì tình xịu đó. Giao nè. Giao mình rồi. Thắng đi trước hay thua đi đi á. Thắng đi trước. Thắng đi trước không? Ok, dứt. Vậy chứ. Rồi chứ luôn. Đi luôn. Sẽ đi trước nha bạn. Ok. Rồi bây giờ các bạn đấu xem coi trò chơi của tôi mình coi nó như thế nào nha bạn. Đội quay phim và te sẽ chơi trước bạn. Mình sẽ quấn hai nó lại nha. Bé, tôi đang nhịp thì chúng ta chú mặt chứ hả? Nhịp để chơi cha cha ông nội ơi. Mà nhịp dữ hả? Nhịp họ chắc đánh chú mặt quá. Nhịp cho nó coi giãn cái giò nữa không? Làm ra tôi hả bông gì đâu. Trời. Đi. Không sao đâu. Đi tới cổ lại. Rồi ok. Cắn không? Làm gì? Địa điểm cha mà. Nào giờ có ông mới ngàn nước lò mà. Chỗ này. Quá đẹp. Nhịp điệu cha. Giống ngồi trên đầu với ông nội. Đâu ngồi. Rồi, quá đẹp. Quá yếu hẹn trời. Ôi trời đậu hộn gì mà yếu hẹn hả? Ôi mày xịt cây vô kìa, không gớt hồi canh thời gian nữa. Nè, rồi dính đó. Eo cạp, thịt nhau cạp. Thịt đấy, tỏi đâu mà thưởng. Có mùi là... Không nhảy tao nuốt luôn á. Không, tao thấy là tao bên... Okay. Tao bên ông Mập là... Tỏi xét cái thằng hú. Tại hiểu tao cãi bậy nha. Đây là cọng dây này hết nè, là phải bò nha. Ok, mới đầu sao không nhảy? Mới đầu bò, ai chứ nhảy trời. Phải lui lại khúc. Mới đầu là bò lui hả? Đúng rồi. Bây giờ đội của Epian với Tè sẽ là người dẫn đầu xu hướng nha bạn. Ok. Đây là 0-0 nha. Dứt nha, dứt nha. Sao xu không vậy? Muốn nhiêu nhiêu cãi đó. Ok. Một, tốc độ ra. Đứng bay bò kìa, không là không thấy đậu không? Chưa. Bắn xong tao phải ra đồng xong chứ. Anh ai lấy nghiêng nha. Ok. 1, 2, 3. Cái dãy lại gì cậu nè. Đụng cái là ớt. Bên đây. Ơi. Đi. Hổ mày giống đụng chứ trời tao bồ không lết đâu. Vậy. Tao chưa lên cái dãy. Vậy. Không. Vậy. Để anh lên. Nè. Hay nữa. Rồi, đi nha. 1, 2. Đụng ra 2 cái à. Quay mày làm 2 điểm rồi đó nha. Lên. Vô. Ủa vậy hả? Bò ở đây. Trời. Không có nha. Không biết chuyện nhất ai đụng chạy ông thấy ngọn giống đụng quá bự đó nè. Trời đụng màu. Đụng màu. Đi. Mày má vậy. Đi. Đụng đi. Đụng đi. Đi. Rồi. Trời đụng luôn rồi. Bây giờ. Tao mới suy nghĩ ra cái này vui lắm nè. Tao thấy giá cái này theo. Giá cái này theo để đẳng coi thằng nào mà đổi là thua lại đánh phạt luôn à. Thua lại đánh phạt luôn không? Rồi ok. Vậy quyết định là cái gì đi? Qua đường cộng dây trời. Mệt dữ trời. Bộ khúc mấy vậy mấy bu. Quyết định gì nha. Chừng nào mà nó ra ra tới vậy tao mà quất luôn cho nó. Nhảy đi. Đủ ngon rồi, ok. Thằng nào ở đẳng thua là để đẳng phạt luôn. Rồi chưa? Rồi. 1, 2, phạt. Đụng với nha fan. Đụng với nha. Này cái này bò. Ây da. Đừng. Khỏi đen đó. Rất là đau luôn nha. Rồi hai mày thua chắc. Thời gian quá tốt phải không? Nói làm gì vậy? Trừ hả? Đúng rồi kìa. Đâu không gì trên muộn được cộng dây nó trời. Đúng rồi. Muốn chạy đi. Bây giờ mình tăng tốc đi. Đụng dây hoài rồi. Kẹt cái tức là đau quá. Chơi Ai chéo đó mà đau phải rồi. Ây da. Ngay lại. Ây da. Rồi xong rồi. Vô. Rồi xong rồi. Rồi nãy giờ mình qua đường cộng không? Đi. Nhảy đi. Chơi miếng nữa. Nãy nó qua ông nào? Ở đây cao. Vậy. Ông nào nó chạy. Rồi. Nãy giờ đụng hết trơn luôn hả? Chung rồi. Đụng nó ra, mấy bé đụng ra. Ông nào vậy bạn? Ây da. Bỏ đi bỏ ra. Cái gì nè. Trời trai đúng là. Quên. Đậu không mày không có đi làm bộ đội hả? Đặc công. Đặc công chứ. Tè đụng nha. Hai bạn qua đặc công. Mày đặc công. Rồi trời. Thời gian quá tốn kém. Lên đi. Nhiều ông chậm. Gần 4 phút rồi. Gần 4 phút mà cộng thêm mà mỗi giây 5 giây nữa. Dạ đau nhẹ. Đi vô tay đi trời. Nó nhẹ. 1, 2, 3 nè. Vô. Đúng chắc rồi, cái này cao quá trời cao luôn. Cao rồi. Đúng chứ. Càng ngày càng khó vậy ơi. Này đúng chắc rồi. Dạ. Rồi nha. Thôi đi mẹ đi nội luôn. Nhẹ đi. 1, 2. Bỏ. Đau quá đau. Bỏ tới đây đi. Bỏ. Giờ để bò chứ nó nhảy nó quên luôn không? Lết qua luôn. Tính kiếm một cậu không đụng kìa. Tính đang kiếm một cậu không đụng không? Kéo ra, kéo vậy à. Co lấy tèm nó chạy ra. Ai làm nó bò đồng chứ, bò không đồng sao bò? Nè mà nhú người ngã nè. Đúng rồi. Cái lên mình còn đen. Tao lắm rồi. Gần đã 4 rưỡi nha. Anh trở về cứu cho. Đồng đội mới được. Rồi đi qua đi. Đi bò nữa. Bò luôn. Ông còn cái này giống bò quá đi. Đúng rồi. Còn nhảy nhiều. Thôi đi thử tối rồi. Rồi. Gắn đồng xong rồi. Chơi. Thôi. Này. Nó từ đau lắm rồi, đau rồi. Rồi chứ. Trời trời này nó cao dưới thằng địa chợ này giống như ở trên trời luôn kìa. Rồi. Lấy thằng nè. Phải có cù. Mệt quá mệt đây mày. Quá mệt rồi. Rồi ok. Rồi chứ. Ông sẵn ông đập ra đập sẵn đi rồi chừng nữa đậu. Hả? Vậy hả? 1 2 Chưa. Cao quá cao rồi. Mày gán gì bằng tải đi. Cú này sao cao thế này? Rồi, càng ngày càng khó mà. 1 2 Chạy. Trời ơi nha. Đâu, bọn tao chạy cái việc rồi. Quá đã. Trời ơi, cái quần què dĩ dây bà. Thôi xuống đây bà phiêu chiêu rồi. Trời ơi, cái quần què dĩ dây bà. Thôi xuống đây bà phiêu chiêu rồi. Quá đã. Nani? Hồi nãy trò chơi không? Như thấy tao mày nhảy tao phải suy nghĩ ra được mày trơn không? Đau em. Trời trời ngứa lọc le hả? Trời trời ngứa lọc le hả? Trời tao đập nãy giờ mình mấy tao nó ngứa nhẹ hả? Đừng cho tay chạy. Tao chạy dưới luôn. Ôi! Mày tốt rồi. Mày tốt rồi. Ai nó tài xế rồi. Ai nó ngứa nọ mà nó gọi con keo không được luôn kìa. Nó ngứa nọ nó gọi con keo không được luôn kìa. Hả? Đấy đây, bậy tao hốt kìa ha. Tao là ngứa lỏng le trời. Đau bụng. Đau bụng. Nó ngứa. Trời ơi. Ngứa đỏ luôn kìa. Trời ngứa dữ lắm ngứa. Ngứa lỏng le hả? Đi không trời ơi. Đi hả? Đi. Thôi giờ mình với Lùng chọi bạn. Tại vì trò chơi á bạn. Nhưng mà mình suy nghĩ kỹ lại là phải cho nó nha. Thôi mình chọt trước nha bạn. Thôi sợ bạn. Thôi ba dám giọt gì luôn nha bạn. Nó tụ quần luôn trời. Nó tụ quần luôn rồi. Thôi bây giờ mình tắt điện thoại pin. Mình giọt kìa bạn. Trời nó biệt bạn nha mấy ai.